Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi video clip của mình. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề liên quan tới chiếc S155. Ngày hôm qua mình có đăng video clip, đó chính là S155 Zin gắn cái két nước lớn RDT này. Thì bữa nay mình có cái két Zin của S155 ở đây và cái két nước lớn. Thì mình sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề là xe Zin lên két lớn. Và mình cũng đã biết được, vô tình biết thôi, là bạn chủ xe gắn ở đơn vị nào và làm điện ở cái chỗ nào luôn. Tuy nhiên thì cái anh đó ảnh lên video clip cũng rất là lịch sự, ảnh chỉ chia sẻ thôi. Lâu lâu thì cũng có đả kích mình chút xíu, nhưng mà mình thấy những cái việc mà ảnh đả kích thì không có được đúng lắm. Tại vì ảnh nói là ảnh xem video clip mình từ đầu tới cuối luôn, nhưng mà có lẽ do cái video clip tiếng nó hơi ồn các bạn, cho nên là ảnh nghe không kỹ. Và trong video clip đó thì mình cũng đã nói về cái việc mà từng quàn nước của cái két này rất là rõ ràng, cũng y chang như cái cách ảnh nói luôn. Nhưng mà ảnh lại chê mình cái chỗ là không biết gì về kỹ thuật rồi làm clip nói không đúng. Nhưng mà rõ ràng trong video clip đó mình cũng đã nói là cái két nước RDT này nè, nó sẽ có một cái ngăn ở giữa đây nè, nó có cái ngăn giữa nè, đó. Thì cái nước nóng nó sẽ tuần hoàn theo cái đường nước này và nó sẽ chở vào trong máy thông qua cái van hàng nhiệt khi mà nó mở. Rõ ràng không? Mình nói rất là chi tiết, rất là đúng luôn. Mà không hiểu là lý do tại sao mà ảnh lại nghe không có đúng và ảnh lại chia sẻ một vài cái nó hơi tiêu cực. Nếu như mà ảnh chia sẻ bình thường kỹ thuật thôi đó thì cái clip nó rất ok. Nhưng mà có một tí xíu tiêu cực ở trong đó. Thì trong video clip đó là mình lấy cái máy đo nhiệt á, mình đo ở phía trên góc này, góc dưới này, vị trí này và vị trí này, và đo ở trên cái ống nước làm mát luôn, và đo ở cái van hàng nhiệt. Thì bây giờ nói một chút xíu về cái việc là nguyên lý của két nước đi ha, rồi sau chút xíu nữa mình sẽ nói là những cái vấn đề khác. Thì cái nguyên lý của cái van hàng nhiệt nghĩa là khi có một cái nhiệt độ nhất định nó sẽ mở hoàn toàn 100% van hàng nhiệt. Còn ví dụ như là ở khoảng 50, 60, 70, 80 thì cái van hàng nhiệt á, theo như mình tìm hiểu nha, thì nó cũng vẫn sẽ có một cái độ mở van hàng nhiệt nhất định, chứ không phải là nó đóng 100%. Tức là khi mà cái máy nó nguội hoàn toàn á, thì cái độ mở van hàng nhiệt của nó tầm khoảng 10-20%, ví dụ vậy. Cho tới khi mà nó nóng đủ một cái nhiệt độ nhất định, tầm mình ví dụ tầm khoảng 70 hoặc 80 độ gì đó, thì nó sẽ mở hoàn toàn để cho nước á, nó luân chuyển từ trong máy ra ngoài cái két này và đi theo những cái đường gân này nè. Đó. Và khi mà nước nó đi theo cái đường gân này, quạt làm mát nó chưa có quay. Quạt làm mát nó chưa quay, tại vì các bạn đang đi ngoài đường trường thì gió nó sẽ luồn theo những cái lá nhôm này nè. Đó, nhiệt độ nó sẽ ra những cái lá nhôm nhỏ 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 này nè, và cái nước nó đi theo cái đường gân này qua đây. Nó sẽ giải nhiệt và cái nước đã được làm mát nó sẽ chạy xuống đây và nó sẽ đi lại đây một lần nữa. Và nước tại sao nó lại đi theo cái đường này? Nó đi theo một cái chu trình là đi từ đây sang đây và qua đây đi đây. Vậy thì nước làm sao nó đi được vậy? Bởi vì nó có cái lực đẩy của cái quạt của cái bơm nước á, của cái bơm nước nha. Nó mới đẩy nước từ đây qua đây. Và ở đây nó sẽ có một cái lực, cái quạt nó sẽ xoay. Ví dụ theo cái chiều như thế này, thì nó vừa đẩy nước vô đây và nó vừa hút cái nước này ngược trở qua thành một cái dòng tuần hoàn. Rõ ràng không? Thì các bạn biết á, là cái nhiệt độ mà để động cơ nó hoạt động mà tốt nhất thì tầm khoảng cỡ 70-80 độ. Thì ở cái khoảng mà nhiệt độ 70-80 độ động cơ đó, nó sẽ đủ để mà mở cái van hàng nhiệt hoàn toàn. Rồi tại sao cái quạt làm mát này nó quay? Quạt làm mát này nó quay á, khi mà các bạn đi đường kẹt xe, không có đủ gió để làm mát những cái lưới của cái két nước này nè, thì bắt đầu cái quạt á, nó nhận cái quạt đó, làm sao nó quay được? Cái quạt nó biết khi nào nóng để nó quay, thì nó nhờ một cái con cảm biến, là cảm biến mà ngay chỗ cái lớp bê nước mình á, người ta gọi là van nhiệt á, nó nhờ một cái cảm biến đó, nó mới biết là cái nước làm mát nó đang bị nóng ở cái nhiệt độ bao nhiêu, bắt đầu nó mới cho cái quạt này quay. Có nhiều bạn hỏi mình là câu quạt trực tiếp để cho nó quay liên tục được không?
Thì khi mà các bạn sử dụng mà quay liên tục như vậy á, thì nó cũng không tốt nha. Chứ không phải là mình cứ quay cho quạt quay hoài vậy là nó ok đâu. Tại vì cái quạt nó quay á, là nó cũng sẽ sử dụng một cái lượng điện tiêu thụ nhất định, đúng không? Thì khi mà cái cảm biến nhiệt độ nó thấy là đủ cái độ nóng để quạt quay, làm mát tại cái thời điểm mình kẹt xe thì nó mới bắt đầu nó quay. Có nhiều bạn á, đi xe ngoài khu dân cư không bao giờ thấy cái quạt quay hết. Tới chừng mà đi vô thành phố, ví dụ như cả năm trời mình đi ở ngoài không bao giờ thấy quạt quay ok hết. Cái nhiệt độ lúc nào nó cũng tốt hết. Tới chừng đi vô phố cái tự nhiên cái quạt mình nó nóng, nó vẫn không quay. Các bạn biết lý do tại sao không? Nó còn cái nguyên nhân nữa, đó chính là cái cốt cái quạt á, đi lâu ngày mà nó không quay, cái cốt nó không hoạt động, bụi đất bùn lầy, nước mưa, nước rửa xe đồ á, nó bám trong cốt nó cứng ngắc luôn. Cái quạt, cái cốt quạt không quay mà cái motor nó chạy, nó cháy cái quạt luôn. Các bạn có thấy trường hợp đó chưa? Mình đã từng thấy rồi nha. Và trong video clip này cũng như là video clip trước á, mình nói rõ ràng luôn. Thì trong cái anh mà ảnh gắn cái két này cho chủ xe, ảnh có nói một cái vấn đề là chắc là do mình quảng cáo cái két mà red leo hay quạt á, cho nên là mình chê cái két này. Dạ không phải anh. Nếu như mà anh có xem clip này á, thì mình cũng nói hẳn với anh luôn là mình không có bán két này gắn cho xe zin nha. Chỉ có là ví dụ như là xe độ máy á, thì người ta bắt buộc phải lên két lớn rồi. Chứ còn không thì mình cũng không tư vấn đâu. Mình chỉ tư vấn thôi. Còn ví dụ như khách mà họ muốn thì họ gắn thôi, chứ mình không có tư vấn. Và mình hiện tại trên xe mình cũng đang xài két RDT này, chứ không phải là mình quảng cáo cho một cái đơn vị nào hết. Cho nên là anh với lại các bạn xem clip làm ơn lưu ý giùm mình. Đấy. Và mình đây, mình gắn lại cho khách, là khách đem theo cái két nước zin, cái két này của mình nha, nó hơi tả rồi. Thì cái két nước zin của khách á, thì khách đem lại mình gắn, chứ mình không hề tư vấn là anh gắn cái két RDT này nè, cái quạt anh xài cái quạt zin nhỏ quá nên giờ anh phải lên cái két red leo hai quạt đi cho nó mát. Không hề nha. Nếu như mình tư vấn như vậy thì mình không có cái tư cách gì để lên cái clip nói về cái việc là xe zin tại sao lại đi két lớn không được. Rõ ràng chưa? Nếu như mà mình tư vấn, mình bán một cái loại khác, mình chê cái loại này, thì mình không có tư cách, và mình cũng không có xứng đáng để gọi là một cái người thợ nữa. Tại vì mình đi mình chê cái này mà mình giới thiệu cái khác, nó cũng như nhau thôi, chả khác gì hết. Mà ở đây mình tư vấn dựa trên cái vấn đề là nguyên lý của một cái chiếc xe zin. Ví dụ như xe độ, các bạn có thể là xào nấu chế cháo nhiều kiểu lắm, nhưng mà trên một chiếc xe zin các bạn nhìn rõ ràng nè, tại sao cái bơm nước zin nó nhỏ trên chiếc ẹt 155? Thì các bạn hãy nhìn cái nguyên lý của cái két nước zin đi, rồi các bạn sẽ thấy nước nóng nó sẽ đi từ ở dưới này nè, dưới máy qua vành nhiệt nó lên chỗ này, đúng không? Xong rồi từ đây, tại sao nó không làm két ngang giống như cái két này mà làm két đứng? Các bạn thấy rõ ràng không? Làm két đứng, nước nó sẽ chảy xuống đây. Thì các bạn thấy là cái lực hút trái đất lúc nào nó cũng hút xuống hết á, chứ không bao giờ mà nó đẩy ngược trở lên. Cho nên không thể nào mà nước từ đây mà đẩy ngược lên đây đi hết, là nó sẽ từ ở trên đây nó đổ xuống này, các bạn thấy không? Đổ xuống ngay chỗ phần này và tiếp tục nó tuần hoàn. Nó khác với là cái két mình gắn nè, các bạn thấy rõ ràng không? Thì cái anh Yamaha này á, ảnh nghiên cứu, ảnh làm cái cơ chế VVA nó không giống như ẹt 155. Nếu như mà ẹt 155 á, nếu như mà cái máy mà giống như máy ẹt 155, máy giống như cái máy ẹt 150 á, thì các bạn thấy là cái két vẫn là cái két ngang. Còn ở đây ẹt 155 họ đã thiết kế cái két nhỏ hơn, nhìn nó tèo hơn thật sự luôn. Nếu như mà một người sử dụng nhìn vô như thế này á, sẽ nói là ông Yamaha này ổng bớt cái vật liệu đi, ổng làm cái két nhỏ lại để cho ổng có lời. Nhưng nếu như Yamaha họ làm cái két nhỏ như vậy mà làm ngang như vậy nè, thì cái vấn đề mà giải nhiệt nó sẽ không có được ok. Nhưng họ đã rất thông minh ở cái chỗ là họ làm cái két có đường nước từ trên chạy xuống như thế này. Thứ nhất là nước nó vô đây, nó sẽ không có bị mất cái lực hút mà từ máy, giống như kiểu mà nó xoay vòng á, cái bơm nước, cái quạt bơm nước nó quay nó xoay vòng á, thì nó vừa hút mà vừa đẩy. Thì ở đây với cái két mà nằm ngang như thế này thì nó sẽ bị tổn hao một cái lực
tương đối là lớn. Các bạn hiểu không? Bây giờ mình cứ nói đơn giản thôi, bây giờ mà các bạn sử dụng một cái máy bơm nhỏ để mà bơm một cái hồ với một cái máy bơm lớn các bạn bơm cái hồ, thì cái nào nó bơm nhanh hơn? Một cái ví dụ đơn giản vậy thôi. Thì với cái bơm nước zin á, và kết hợp với cái nước nhỏ xíu này, thật ra mà nói á, khi đi phố các bạn có cảm giác là cái xe của mình nó nóng quạt, mình nó quay, đó là cái chuyện bình thường thôi. Để khi mà các bạn mà thấy mà nó báo nhiệt ở trên đồng hồ á, thì nó sẽ có những cái nguyên nhân, ví dụ như là đúng như cái clip mà anh đó ảnh nói luôn á, ảnh gắn cho nhiều bạn chạy xe ôm công nghệ. Thì với một cái cường độ mà chạy xe ôm công nghệ á, chạy nhiều á, thì chúng ta cần phải bảo dưỡng xe thường xuyên, phải kiểm tra nhớt, nước làm mát là phải ok. Nhưng mà những anh mà chạy xe ôm công nghệ nhiều thì thường là ảnh làm việc nhiều, ảnh ít quan tâm để ý tới xe, hầu như là sáng sớm làm xong tới chiều đi đi về nghỉ, không có thời gian để mà bảo dưỡng bảo trì xe. Rồi nhớt á, có thể là ảnh xài những cái dòng mà nó thấp, tầm khoảng cỡ 100.000, 90.000, những dòng nhớt mà nhớt khoáng, nhớt bán tổng hợp, ví dụ vậy. Còn ví dụ như mà những cái người mà sử dụng xe mà khác á, nhiều khi là họ chăm sóc xe kỹ hơn. Cho nên là cái việc ví dụ như một bạn mà đi làm nhân viên văn phòng, hoặc là mình sử dụng xe bình thường thôi, mình không phải chạy xe công nghệ đó, thì mình chăm sóc xe kỹ lắm, mình dám thay một bình nhớt 200 mấy 300 ngàn, nước là mát, mình cũng sử dụng loại xịn, rồi mình kiểm tra xe, bảo dưỡng xe thường xuyên. Thì cái việc mà cái nhiệt độ xe nó nóng lên, cái quạt nó quay, nó sẽ giải nhiệt, nó sẽ không có cho quá một cái mức nhiệt độ nào đó để gọi là ảnh hưởng tới cái hoạt động của xe. Còn với những cái xe mà mấy anh mà chạy xe công nghệ nhiều á, cường độ cao á, mấy ảnh ít bảo dưỡng, thì với cái két nhỏ như thế này chạy, nó sẽ bị báo nhiệt trên đồng hồ. Và khi mà cái xe mà nó bị báo nhiệt rồi đó, thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề rất là khó chịu. Thì cái anh mà ảnh bán cái két này nè, ảnh mới nói là gắn cái này cho nhiều anh em xe công nghệ rồi, thì đi trong phố ok, tại vì nó chứa được nhiều nước. Và khi mà nó không, ảnh nói là cái van hàng nhiệt á, khi mà nó đóng thì cái trên này nó giống như là một cái bồn mà chứa nước vậy đó, bồn chứa nước đúng không? Rồi khi mà cái van nhiệt nó mở, bắt đầu nó mới luân chuyển, thì cái nước mát, cái nước nó đã làm mát trên này, nó mới đổ xuống trong máy và nó sẽ luân chuyển lên. Nhưng mà ảnh lại nói nó không đúng một cái chỗ vấn đề như thế này, là nếu như đi trong phố mà nóng nhiều á, thì cái van hàng nhiệt á, lúc nào nó cũng mở hết, và nước này nó sẽ luân chuyển cho tới khi nào mà kẹt xe lại, thì bắt đầu là cái quạt này nó sẽ quay. Và với một cái két nước lớn như thế này, thì cái quạt nó nằm nhỏ xíu ở cái vị trí này, thì mình thấy nó không phù hợp, rõ ràng là không phù hợp luôn. Thì các bạn thấy là cái quạt zin của E155 nó ở đây, nó vị trí này nè, nó gần như chiếm trọn cái két luôn. Nhưng khi chúng ta đem cái quạt zin chúng ta gắn ở cái vị trí như ở đây, thì nó chỉ có được cái lõm chút xíu vậy thôi. Tại vì cái quạt của 155 này nó nhỏ hơn so với cái quạt của E150 nữa. Nếu như mà bạn gắn cái E150 thì nó còn to to chút xíu đi. Đó. Thì cái vấn đề nó nằm ở đó. Còn cái việc ở đây là mình không có bán két nước, không có bán đồ, những cái đồ két nước như thế này cho xe zin. Và xe mà nâng cấp động cơ á, thì người ta mới cần mấy cái này. Mình biết là khi mình làm cái clip này thì có nhiều bạn á, là kinh doanh những cái mặt hàng này hoặc là bán hàng á, sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà tất cả cái vấn đề mình đưa ra nó đều rất là hợp lý. Tại vì khi các bạn lên một cái két nước lớn thì các bạn phải đi đường ống lớn. Ở đây mình đang nói những cái xe nâng cấp nha, còn xe zin thì làm ơn vẫn là đi zin dùm. Còn ví dụ như mà tiền của các bạn có thì các bạn cứ thoải mái đi, không có vấn đề gì hết á. Tại vì mình chỉ chia sẻ cho những bạn mà quan tâm thôi. Tức là khi mà các bạn lên cái két này, nó sẽ có những cái vấn đề mà thay đổi trong cái mặt mà nhiệt độ của động cơ xe, trong cái vận hành xe. Nó sẽ không có phải là gắn vô cái nó hư, cái đùng nó hư liền, mà gắn vô nó sẽ có những cái vấn đề nó phát sinh. Nó phát sinh từ nhỏ cho tới lớn. Nhiều khi nó sẽ hư những cái món A, món B, món C. Các bạn cứ nghĩ là ở cái món đó nó tới tuổi rồi nó hư. Nhưng mà cái
cái mà nó làm cho cái đó hư thì các bạn lại không có biết được. Và nhiều khi các bạn sửa hết mấy cái đó rồi bữa hai nó hư lại tiếp nữa. Cũng giống như con người mình, cơ thể mình vậy đó. Ví dụ như bây giờ các bạn bị khó chịu, nhức đầu, đau bụng, sổ mũi, nhưng mà ở bên trong nội tạng của các bạn đang bị ung hư, ví dụ vậy đi. Mà mình cứ nghĩ là chắc tôi đang bị nhức đầu, sổ mũi rồi, bình thường thôi, ra nhà thuốc mua cái viên thuốc uống vô cái nó hết là thôi. Nhưng mà tới khi mà nó phát bệnh nặng ra bắt đầu mới phát hiện được là chết rồi, tôi bị bệnh mà tôi không biết, đúng không? Thì ở đây mình chỉ chia sẻ trên cái quan điểm rõ ràng. Các bạn thấy là từ xưa tới bây giờ luôn có cái dòng xe nào mà làm kiểu mà đầu voi đuôi chuột không? Các bạn mà đi so sánh là những cái dòng xe mà mô tô không có sử dụng cát nước thì vẫn bình thường, là tại vì những cái vật liệu người ta làm lên cái chiếc xe đó người ta đã tính toán được hết là nó giải nhiệt được bằng gió. Còn với một cái chiếc xe mà đã gắn cái hệ thống mà giải nhiệt bằng cát nước rồi đó thì nó phải gọi là phù hợp và tương xứng chứ, đúng không? Các bạn có thấy chiếc mô tô nào mà 1000 phân khói mà đi gắn cái cát nhỏ xíu, hay là 1000 phân khói gắn cái cát nước to đùng mà cái dây ống nước nó nhỏ xíu không? Nó phải tương xứng, tức là cái cỡ ống nó phải tương xứng, cái bơm nước nó phải tương xứng. Rồi phải tính toán được là cái nhiệt độ động cơ lúc khởi động và lúc mà nóng trung bình và lúc mà nóng cao, nhiệt độ bao nhiêu để cho quạt nó quay, và cái quạt khi quạt gió nó quay á thì cái nhiệt độ của động cơ nó phải nằm ở cái mức ngưỡng nào gọi là an toàn. Còn nếu như mà nó vượt cái ngưỡng mà khi mà cái quạt này quay mà nó vượt cái ngưỡng rồi đó thì nó sẽ báo cái đèn đỏ ở trên cái đồng hồ để làm chi, cho các bạn biết là, xe mình đang bị tình trạng gì, bị quá nhiệt hay gì, sau đó tắt máy dắt vô lề cho nó an toàn, rồi sau đó mình về mình kiểm tra sau. Hoặc là nó báo cái đèn lên cái bắt đầu là mình tắt, mình để nguội, xong mình chạy chút xíu nữa nó báo đèn, mình tắt, mình để nguội, mình chạy tiếp cho tới khi mà mình đem tới cái chỗ nào đó xử lý được cái vấn đề của mình. Thì đó là cái cơ chế mà làm mát bằng cát nước. Thì mình cũng mong các bạn xem hết clip để các bạn hiểu được là mình đang nói cái gì, chứ không phải là mình chỉ lên clip mình nói bà trợn bà xạo thôi nha. Và ở đây tôi xin tuyên bố một cái vấn đề là tôi không có bán Red Leo, hay là tôi không bán RDT mà để gọi là quảng cáo hay là cạnh tranh gì với mấy anh đó. Còn các zin thì ví dụ như chủ xe người ta gặp những cái vấn đề đó, người ta mang lại cái két zin lại thì mình hỗ trợ gắn lại két zin. Đồng thời thì mình cũng xin chia sẻ những cái vấn đề. Còn cái nữa là anh đó ảnh có nói là cái buri xe, nếu như mà xe đang chạy tắt máy ngang thì mình nên kiểm tra buri xe, rồi kiểm tra điện FI thì chắc chắn là phải có rồi. Và cái xe đó thì nó có cái nguyên nhân là do cái anh câu đèn nó bị cái vấn đề gì đó. Thì trong clip ảnh nói là câu vậy rồi rút ra rồi gắn vô lại thì ok, rút ra thì nhanh lắm, ảnh không có cắt dây, nhưng mà ảnh câu theo cái kiểu giống như kiểu là xỏ vô cái dắt xong rồi cái cắm hai cái lại để lấy điện á. Thì cái cách này là cái cách mà làm nhanh, tại vì mình cũng hiểu cái vấn đề tại sao lại làm nhanh như vậy. Tại vì á tiệm của anh đông, cho nên là cái công việc á mình phải làm sao mà cho nó nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nhưng mà cái cách đó thì cách đây cỡ khoảng 7-8 năm, 10 năm về trước thì người ta áp dụng là ok. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì đa số là những cái shop làm đèn á, họ làm đèn là kỹ lưỡng lắm. Điện đùng đồ họ làm rất là đàng hoàng, không có câu giống vậy nữa. Mình không nói là anh làm không đàng hoàng nha, tại vì cái kiểu kỹ thuật mà làm như vậy á, nó đã lâu rồi. Thì cái việc mà cái xe đó tắt máy thì mình đã giải quyết là đầu tiên thì mình thay cái nước lại xong, bắt đầu là mình cho nổ máy lên kiểm tra coi là cái van hàng nhiệt á, cái van hàng nhiệt á nó có hoạt động hay không. Thì van hàng nhiệt hoạt động bình thường, bạn trong cái clip đó mình quay rõ ràng cho bạn luôn. Có thêm một cái vấn đề nữa, nhắc tới vụ đó mới nhớ nè. Thì cái lúc mà mình quay cái phần mà cát nước này nè, ảnh có nói là cái xe độ á, cái độ rung của nó nhiều á, cho nên khi mà lên ga thấy cái mặt nước này nè nó rung nhiều. Chứ ảnh chưa bao giờ thấy là kiểu như là nước nó chạy. Trời ơi, cho tôi thiệt. Tôi nghe tới cái chỗ đó tôi nghe nó nhức cái lỗ tai. Cái này mình cũng không phải là mình khó chịu hay mình đã kích anh đâu nha. Anh xem clip thì cũng thông cảm. Cái tính mình nói chuyện xưa giờ nó vậy rồi. Thì nếu như mà cần á, thì mình sẽ
mở một cái chiếc xe mô tô phân khối lớn ra luôn. Tại vì cái lỗ này nó bự á, dễ quan sát chứ không gì. Nổ máy cho tới lúc mà cái van hàng nhiệt nó mở và cái nước nó lưu thông, nó đẩy lên trên cái cát này nè, cho bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái dòng nước nó chạy, thấy rõ ràng cái dòng nước nó chạy luôn. Tại sao có những trường hợp á, mà nhiều bạn á, thay nước làm mát xong chạy một khoảng thời gian là cái cát nước nó bị sôi, bị hụt nước, bị trào nước. Bởi vì á, chắc là các bạn không có để ý, khi mà cái van hàng nhiệt nó mở ra, bắt đầu là cái nước nó sẽ đẩy lên trên cát này nè. Chúng đẩy mạnh nha, đẩy 100% á, các bạn sẽ thấy cái dòng nước nó đẩy chảy rất là rõ ràng luôn. Thì khi đó các bạn sẽ xả gió rồi phải châm thêm nước rồi vô trong đây. Thì sau khi mà mình, cái này cũng là thay nước làm mát, nó cũng là một cái kỹ thuật nha, chứ không phải là đơn giản đâu. Các bạn phải làm sao mà để cho nó hết gió ở dưới. Có những xe nó sẽ không có ốc xả gió luôn, thì các bạn xả gió kiểu gì, đúng không? Mình đã từng làm từ xe phân khối nhỏ tới xe phân khối lớn rất là nhiều dòng rồi. Có những dòng không có chỗ xả gió luôn các bạn. Mai mốt có mình sẽ quay cho các bạn xem để các bạn nói là ông này ổng bịa xe nào không có ốc xả gió. Có những xe không có ốc xả gió luôn, các bạn phải biết làm sao mà để coi cái trên này nè là hết gió hay chưa. Còn nếu như mà chưa hết gió là đi là người ta sẽ bị soi két báo nhiệt độ trên đồng hồ liền. Thì cái két này chủ xe xài còn rất là mới nha, nó không có bị nghẹt không gì hết, van hàng nhiệt cũng bình thường luôn, tới đúng nhiệt độ nóng nó tự động nó mở luôn, không có nghẹt không có gì hết á, bình thường hết. Thì ngày hôm qua mình thay nước làm mát, thay két xong rồi mình đã nổ máy lên lâu thiệt lâu luôn, nổ tại chỗ luôn, không có mở quạt không gì hết, cho cái quạt của chủ xe quay luôn và xe chạy nóng thiệt nóng, nó không có bị tắt không gì hết. Rồi mình giải quyết cái phần mà phần điện đèn của chủ xe mình tháo ra bỏ hết rồi. Thì bây giờ là xe là nổ máy bình thường cho tới nóng mà nó quạt nó quay thiệt lâu mà nó không tắt máy nha. Rồi ok, đó là những cái vấn đề mình chia sẻ trong video clip này, để mong là các bạn hiểu rõ thêm về cái việc là mình gắn cái két nước này cho xe zin. Còn cái việc mà mình gắn, mình đi cái két zin cho xe zin đó mà vô phố mà để mà nó nóng nó báo nhiệt độ trên đồng hồ đó, thì thật sự từ xưa tới giờ mình đi nhiều xe rồi mình chưa bao giờ thấy cái hiện tượng đó. Chỉ trừ cái trường hợp giống như là các bạn thay nước làm mát á, mà không xả hết gió thì nó mới bị thôi. Chứ còn nếu như mà xe zin nha, đi là tầm khoảng cỡ 15-20 ngàn cây các bạn thay nước làm mát là hầu như mình không có thấy là xe nào bị báo quá nhiệt hết á. Nhớt nhau kiểm tra xe vệ sinh đầy đủ đúng định kỳ là ok. Hẹn gặp lại các bạn nha.